Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn của blog tiếp thị liên kết. Thì trong các video trước thì Ngân Sơn cũng đã giới thiệu cho các bạn các công cụ cần thiết để thực hiện các hoạt động tiếp thị liên kết. Trong video ngày hôm nay thì Ngân Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ mới giúp cho các bạn tìm kiếm và phân tích các từ khóa. Khi các bạn thực hiện các hoạt động tiếp thị liên kết trên Internet thì các bạn thường sử dụng keyword planner để tìm kiếm từ khóa. Keyword planner là một công cụ miễn phí mà được các marketer, các blogger sử dụng để tìm kiếm các cụm từ khóa liên quan tới một cái chủ đề mà các bạn muốn viết review về sản phẩm hoặc là viết cái bài viết đánh giá về sản phẩm đó. Khi các bạn sử dụng Keyword Planner thì công cụ này sẽ cung cấp cho các bạn các thông số về keyword từ khóa liên quan, các thông số về số lượng tìm kiếm trên tháng, thông số về mức độ cạnh tranh. Cái competition này chỉ dành cho cái mức độ cạnh tranh của quảng cáo, tức là mức độ cạnh tranh không phải là của từ khóa mà là mức cạnh tranh khi mà các bạn sử dụng từ khóa này để làm các dịch vụ quảng cáo trên Google AdWords. Và cái thứ tư là thông số về Suggested Bid, đây là cái đấu giá về từ khóa. Thì Keyword Planner sẽ không cung cấp cho các bạn cái vị trí, cái mức độ của từ khóa khi mà các bạn sử dụng cái thông toàn bộ cái dữ liệu của Keyword Planner để viết bài viết để đánh giá về sản phẩm. Nếu mà các bạn sử dụng trúng những cái từ khóa mà có độ cạnh tranh cao hoặc là sử dụng những cái từ khóa thuộc dạng khó thì các bạn sẽ rất là khó khi mà đưa được những cái từ khóa đó lên top 10 của công cụ tìm kiếm. Vì vậy, các bạn phải phân tích chính xác cái dữ liệu của Keyword Planner bằng những công cụ phân tích từ khóa để tìm ra những từ khóa thuộc dạng dễ, những từ khóa có độ cạnh tranh thấp và để viết bài để tối hóa cho sản phẩm mà mình thực hiện đánh giá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ về phân tích từ khóa. Công cụ này có tên là Keyword Advantage. Keyword Advantage là một công cụ đang bán hiện tại thì nhà sản xuất đang bán giảm giá tại hệ thống network Zvisu, một hệ thống chuyên cung cấp các sản phẩm về reload sản phẩm mới tới các cái nhà tiếp thị. Thì các bạn có thể thanh toán để mua sản phẩm này, và sau khi các bạn thanh toán thì các bạn download sản phẩm về, các bạn tiến hành cài đặt bình thường giống như một phần mềm và login tài khoản và sử dụng Keyword Advantage. Thì chức năng chính của Keyword Advantage là sử dụng các thông số cơ sở dữ liệu của Google AdWords Keyword Planner. Các bạn xin in tài khoản Google AdWords vào. Tài khoản Google AdWords là một tài khoản các bạn có thể thực hiện đăng ký hoàn toàn miễn phí. Sau khi có tài khoản này thì các bạn sử dụng để đăng nhập vào trong phần mềm này. Sau khi đăng nhập vào công cụ này thì nó sẽ liệt kê cho các bạn một cái table về Keyword AdWords là Keyword Planner. Các bạn có thể tìm những từ khóa gợi ý tại đây. Giả sử như các bạn tìm từ weight loss, một sản phẩm, các thông tin về các sản phẩm giảm cân. Thị trường các bạn chọn là Mỹ và ngôn ngữ là tiếng Anh. Các bạn chọn vào Get Idea, tức là gợi ý những từ khóa. Công cụ này sẽ phân tích cho các bạn những từ khóa gợi ý, keyword ideas. Sau khi có được danh sách các từ khóa gợi ý thì các bạn có thể thấy rất nhiều các từ khóa gợi ý. Các bạn nhấn vào Paste Keyword Idea to List, tức là add các từ khóa này vào trong phần mềm Keyword Advantage. Hiện tại công cụ này đang trích xuất các cái từ khóa tại Keyword Planner. Đã trích xuất xong. Sau khi đã trích xuất xong thì các bạn tắt cái này đi. Thì đây là những cái từ khóa mà Keyword Planner đã trích xuất từ Keyword Planner. Các bạn thấy có rất là nhiều cái từ khóa. Và cái number record này nó cho phép chúng ta thấy là có 801 từ khóa.
Thì để sử dụng này thì các bạn có thể chọn những từ khóa ngẫu nhiên để phân tích. Ở đây có thể là mình chọn Supplement for Weblog. À, sau khi chọn các cái từ khóa này thì các bạn tiến hành phân tích bằng việc nhấn vào Analyze, từ Analyze nhấn vào nút này. Thì các bạn thấy là công cụ này đang phân tích các cái từ khóa dành cho nhưng mà các bạn đã chọn. À, công cụ này sẽ phân tích cho các bạn những cái từ khóa nào là những từ khóa thuộc dạng khó, những từ khóa nào thuộc từ khóa thuộc dạng có độ cạnh tranh cao và những từ khóa nào là những từ khóa có độ cạnh tranh tương đối, và các bạn có thể sử dụng những từ khóa đó để tối hóa cho bài viết, đánh giá sản phẩm. Thì các bạn có thể đợi trong một lúc để công cụ này tiến hành phân tích từ khóa theo yêu cầu của các bạn. Quay lại những từ khóa mà chúng ta vừa chọn để keyword advanced phân tích thì các bạn có thể thấy đây là list những từ khóa mà chúng ta đã chọn. Thì cái thông số màu sắc trên phần quản trị của keyword advanced thì cho phép chúng ta biết những từ khóa nào là những từ khóa dễ và những từ khóa nào là những từ khóa khó. Hai từ khóa đầu tiên là những từ khóa thuộc màu xanh cam, màu xanh lục thì các bạn thấy đây là không, màu xanh lá mạ thì các bạn thấy đây là những từ khóa có cái mức độ cạnh tranh tương đối dễ, và các bạn có thể sử dụng những từ khóa này để tối hóa cho các bài viết liên quan tới từ khóa này. Hai từ khóa phía dưới cùng là những từ khóa có mức độ cạnh tranh cũng tương đối, và các bạn có thể chọn những từ khóa, bốn nhóm từ khóa đầu tiên để target cho những cái bài viết liên quan tới các sản phẩm về weblog. Những từ khóa bốn từ khóa cuối cùng này là những từ khóa mà có mức độ cạnh tranh là tương đối mà khó, cũng là khó, thì các bạn có thể là cân nhắc lựa chọn hay không lựa chọn. Thì các cái chỉ số về công cụ này thì các bạn có thể tham khảo là keyword là danh sách các cái từ khóa được nhập từ keyword planner, SV, SV là số lượng số lần cái từ khóa này được được search bằng query, tức là số lượng tìm kiếm trên tháng của Cube Planner gửi cho các bạn. APR đây là cái average parent, đây là cái chỉ số parent trung bình. Thì khi các bạn phân tích từ khóa thì các bạn có thể rê chuột vào vị trí này, thì các bạn thấy là những cái vị trí top 10 của từ khóa này nó bao gồm parent như thế nào. Giả sử như cái từ này thì vị trí có rất là nhiều vị trí parent 0 và 1, thì đây là từ khóa mà nó được có độ cạnh tranh thấp. Và cái FA là final rating, tức là cái chỉ số này nó công bố cho các bạn là từ khóa này thuộc dạng khó hoặc là từ khóa này thuộc dạng dễ thông qua cái màu sắc và thông qua cái thông số về dark green. Cái từ này thì nó cho các bạn biết đây là những từ khóa thuộc dạng khó hay là thuộc dạng dễ. Và cái CPC, cái thông số về CPC là cái mức độ đấu giá của từ khóa. Các bạn có thể sử dụng cái thông số CPC để nhận biết những từ khóa nào là những từ khóa dạng paying keyword, là những từ khóa mà người có những từ khóa mà người người quảng cáo họ sử dụng nhiều để họ đấu giá, thì những từ khóa đó là những từ khóa dạng paying keyword. Các bạn có thể thấy từ khóa này có CPC là 3.38 đô. Đây là một từ khóa dạng paying keyword có giá rất là cao. Và cái thông số cuối cùng là TRT. TRT là cái xác định cái số lượng cái visitor mà họ sẽ truy cập cái website của bạn hàng tháng khi mà các bạn đạt được cái vị top top ranking trên Google, top 1 trên Google.
Ở đây từ khóa này đầu tiên là có 1.440 người, từ khóa thứ hai là có 8.880 người. Ngoài ra thì ở đây các bạn cũng có thể thấy là bốn nhóm từ khóa này cũng có độ cạnh tranh thấp. Đầu tiên là từ Wallet Speed Dash Work Fast, đây là số lượng tìm kiếm lên 590, average rank là 2.83, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái trung bình rank là cũng tương đối thấp và cái final rating là dạng dễ, dạng độ cạnh tranh thấp. CPC cũng vậy, rất là cao 1.87 đô, và cái TRT là cái xác định cái ước lượng cái người người dùng sẽ ghé cái trang của bạn khi mà bạn đạt được top 1 trên Google hay là bạn được top 10 trên Google. Các bạn có thể xem đây là hình minh họa về số lượng cái visitor sẽ viếng thăm một website khi mà các bạn rank lên top 10 của công cụ tìm kiếm. Thì khi mà các bạn rank lên top 1 thì sẽ có đến 42% số lượng visit sẽ đến trang của bạn. Top 2 là 12%, top 3 là 8%, top 10 là top 4 là 6%, và cứ như vậy đến top 7 là còn 3% click. Thì với Keyword Advantage thì các bạn thấy là ở đây người ta ước lượng cho bạn cái số lượng cái visitor mà tới cho các bạn tới trang khi các bạn ra lên top 1. Thì các bạn có thể xem xét nếu các bạn ra lên top 3 thì sẽ nhận được bao nhiêu click từ những từ khóa này. Ngoài ra thì Keyword Bank này sẽ cung cấp cho các bạn một số tính năng về Sum and Average. Đây là các thông số trung bình về sum and average của search, số lượng tìm kiếm trên tháng của average PR, CPC và số lượng visits. Sau khi các bạn phân tích xong thì các bạn có thể extract cái file cái từ khóa này sang file CSV để lưu trữ trên máy tính, hoặc là các bạn có thể xây cái campaign keyword của các bạn bằng một cái dự án bất kỳ, nhấn vào nút CS và đặt tên cho dự án đó, nhấn save. Khi các bạn khởi động phần mềm thì các bạn chỉ bằng nhấn vào nút open và chọn dự án, các bạn nhấn save là nó sẽ check ra cho các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm thử một sản phẩm trên ClickBank, và có thể là các bạn tìm kiếm từ khóa để giới thiệu cho sản phẩm đó. ClickBank thì các dòng sản phẩm về quay lót cũng có rất là nhiều, tương tự như ở Amazon. Các bạn nhấn keyword gợi ý vào đây. Nhấn get idea để lấy các từ khóa gợi ý. Keyword idea list. Và nhấn trích xuất keyword.
Để Keyword Planning, lấy cái danh sách từ Keyword Planner. Xong thì các bạn có thể tắt đi. Các bạn có thể sort về list CPC list. Có rất nhiều từ khóa gợi ý cho fast burning food, cho fast burning. Các bạn có thể tìm để phân tích và chọn ra những cái từ khóa. Server các công cụ về phân tích từ khóa khác như là keyword làm theo Long Tail Pro hoặc là Travis Traffic, thì Long Tail Pro là một công cụ cũng dựa trên tính năng các cái chỉ số của Keyword Planner và phân tích các từ khóa đó. Sử dụng các bạn sử dụng phiên bản Long Tail Pro Platinum thì nó sẽ có tính năng về phân tích từ khóa. Tuy nhiên với Keyword Planning thì các bạn chỉ việc lấy danh sách từ Keyword Planner và trích xuất cái từ khóa đó và tiến hành phân tích bình thường, thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái mức độ cạnh tranh của từ khóa thông qua final rating và thông qua các chỉ số về màu sắc có trên cái phần dashboard của phần mềm này. Một cái tính năng mới, một cái số liệu mới của Keyword Planner rất là hay, đó là cho chúng ta biết được cái số lượng visitor sẽ đến blog hoặc là trang blog website của bạn khi các bạn rank lên top 1 của công cụ tìm kiếm là bao nhiêu người. Thì các bạn thấy giả sử như từ này food food dash burn fast woman thì cái đây sẽ có cái độ cạnh tranh là rất là dễ, và các bạn có thể sử dụng cái từ khóa này để tối hóa cho các bài viết kêu các bạn review về sản phẩm fast burning. Một từ khóa dễ nữa đó là fast burning exercise. Ở đây là số lượt tìm kiếm là 300. Những từ khóa long tail là những từ khóa mà có lượt tìm kiếm tương đối và CPC của nó là 0.44. Và các bạn chú ý là khi các bạn làm về các sản phẩm về health thì cái CPC nó thường không có cao. Tuy nhiên thì khoảng từ 0.5 trở lên là những từ khóa mà cho các bạn được cái tỷ lệ lợi nhuận tương đối lớn khi các bạn target vào những sản phẩm health. Các bạn có thể sort về final rating